sở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, trong giờ làm việc, hầu như lúc nào cũng có người tới giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục đã được số hóa. Người dân đến làm thủ tục có thể quét mã để tra cứu hồ sơ hay nộp lệ phí trực tuyến. Và khi ra về thì nhận được kết quả và sự hài lòng. Cũng chung là các cán bộ ở xã thì rất là nhiệt tình và hướng dẫn tận tình để cho làm thủ tục nhanh gọn, khoảng 20 phút là xong rồi, không cần phải quay lại. Cán bộ công chức ở xã đây rất là nhiệt tình, vui vẻ và tôi thấy là rất là ok. Theo thống kê 3 năm gần nhất, kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở xã Xuân Tây luôn là những con số tuyệt đối và gần tuyệt đối. Và 6 năm liền, kết quả đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính của xã đều là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hôm nay mình đến đây là để tham gia bảo hiểm cho gia đình. Được mấy anh chị em cán bộ này là hỗ trợ rất là nhiệt tình, nhanh gọn, khoảng 20 phút là thủ tục đã xong. Không chỉ cán bộ xã với tinh thần làm việc trách nhiệm với công việc, nhiệt tình, vui vẻ, mà điều đặc biệt là Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tây vào đầu giờ sáng các ngày làm việc trong tuần đều dành 30 phút để tiếp dân. Điều mà không phải ở địa phương nào cũng làm được. Qua tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, nhiều thắc mắc của người dân được giải đáp. Qua đó thủ tục người dân đến cũng được giải quyết nhanh gọn, kể cả những thủ tục mà theo quy định thì phải hẹn người dân quay lại nhận kết quả. Ở đây đã thực hiện được phương châm, làm hết việc chứ không hết giờ. Trên tinh thần là làm hết việc chứ không hết giờ. Thế do đó là chúng tôi luôn quán triệt cho đội ngũ cán bộ công chức, nếu việc của dân mà thấy công việc cần giải quyết được ngay thì bằng mọi giá và bằng mọi lúc mọi nơi là phải giải quyết cho dân, chứ không có trông chờ vào thời gian của quy trình. Do đó đây là hầu hết các cái thủ tục hành chính chúng tôi đều giải quyết trong ngày là chủ yếu, và rất hạn chế những cái thủ tục hành chính phải chờ sang phải hẹn và chờ sang các ngày khác. Tinh thần cởi mở, gần gũi, chân thành được quán triệt từ lãnh đạo tới cán bộ công chức viên chức. Thế nên cải cách hành chính là điểm sáng ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, nơi mà người dân hiếm khi phàn nàn.